em thân mến, ở bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em lập sơ đồ tư duy, cho dàn ý và viết bài văn tả chú chó. Bài học của chúng ta gồm 4 nội dung chính: phần 1, các từ ngữ then chốt; phần 2, mạch tư duy; phần 3, dàn ý bằng sơ đồ tư duy; và cuối cùng là bài văn tham khảo. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm những từ ngữ then chốt cho bài văn của mình. Các em có thể hiểu, từ ngữ then chốt là một số từ xuất hiện đầu tiên trong đầu khi ta nghĩ tới sự vật. Có thể nó thể hiện đặc điểm nổi bật của sự vật hoặc cảm xúc, ấn tượng mạnh mẽ của ta về sự vật ấy. Khi nghĩ đến chú chó Bình An, cô nghĩ đến trong đầu một số từ ngữ đầu tiên, đó là nó bị bỏ lại tại bãi đất hoang. Sau khi về nhà thì nó được mẹ chăm sóc cẩn thận. Chú chó có thân béo, chân ú, tai dài, mắt đen, bộ lông màu cà phê sữa. Chú thích làm nũng và là một chú chó dễ thương, ngoan ngoãn. Tiếp đến, chúng ta sẽ xây dựng mạch tư duy hay chính là trình tự miêu tả. Với bài văn này, cô lựa chọn mạch tư duy như sau. Đầu tiên là giới thiệu về chú chó Bình An. Tiếp đến là miêu tả các đặc điểm hình dáng, sau đó là miêu tả các hoạt động và thói quen, cuối cùng là thể hiện sự gắn bó của chú chó với em và gia đình. Để làm rõ, chúng ta sẽ cùng phân tích dàn ý của bài văn này các em nhé. Ở mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu về chú chó. Các em có thể lựa chọn giữa mở bài gián tiếp và mở bài trực tiếp. Bình An là chú chó bị bỏ hoang do mẹ và em mang về. Ở phần thân bài, chúng ta sẽ đi sâu vào miêu tả chú chó thông qua các đặc điểm hình dáng, các hoạt động, thói quen, cũng như là sự chăm sóc, gắn bó của gia đình em với chú chó. Đầu tiên là miêu tả đặc điểm hình dáng, mà trước hết là tả bao quát. Chú chó này nặng 10 kg, là chó lai giữa chó cỏ và chó lạp xưởng, có thân béo, chân ngắn. Tả chi tiết, nó có bộ lông màu cà phê sữa, móng chân dài và đen. Nó có đôi tai dài, đôi mắt đen, cái mũi ướt ướt, ria mép dài màu trắng ngà. Sau đó, chúng ta sẽ miêu tả các hoạt động, thói quen của chú chó. Đây là một chú chó ngoan ngoãn, không cắn xe, đào bới hay bỏ đi chơi như một vài chú chó khác. Nhưng nó ham ăn, thấy ai có đồ ăn là lại chạy tới xin. Chú chó này biết giả vờ buồn và giận khi bị em cắt ria mép. Để bài viết của mình được thú vị hơn, cũng như là giàu tình cảm hơn, các em hãy viết thêm về sự chăm sóc và gắn bó của gia đình em với chú chó. Đó là mẹ chăm Bình An từng ly từng tí, bế lên tay, cho uống sữa. Em thì chơi và chăm sóc nó như một đứa em nhỏ. Cuối cùng, phần kết bài sẽ đóng vai trò bày tỏ tình cảm của mình đối với chú chó. Đó là tình cảm yêu quý và xem như một thành viên trong gia đình. Bây giờ, mời các em cùng lắng nghe bài văn tham khảo Bình An của em đến từ nhóm tác giả Thư viện Ươm mầm. Bình An của em. Từ nhỏ, em chỉ thích mèo thôi. Nhưng kể từ khi gặp Bình An, em mới biết mình cũng rất yêu những chú cún. Nó là con cún mẹ em mang về, nuôi lúc còn bé xíu, bị bỏ rơi ngoài đường, còn chưa biết ăn. Cái tên Bình An cũng là do mẹ em đặt cho nó, như một lời chúc cho chú cún nhỏ này luôn khỏe mạnh và bình an. Trong ký ức của em, kỷ niệm lần đầu tiên gặp Bình An luôn rõ nét. Hôm ấy, mẹ đón em từ trường về, đi ngang qua bãi đất trống hoang, hai mẹ con nghe thấy tiếng kêu ư ử, vạch bụi cỏ ra thì tìm thấy một chú cún lấm lem bị ai đó bỏ lại. Lúc đó, nó chỉ lớn bằng cái nắm tay của mẹ em, cái bụng rỗng vì đói, trông rất đáng thương. Bình An đã đến với gia đình em như thế. Sau khi đem Bình An về nhà, mẹ em chăm sóc nó từng ly từng tí. Mỗi lần nó đói, mẹ lại bế nó lên tay, cho nó bú bình như em bé. Lúc đó, Bình An nằm cuộn tròn trong vòng tay mẹ, miệng kêu ư ử, rồi uống sạch bình sữa, chẳng chút ngần ngại.
Đến ngày bình an lớn, nó mới quấn lấy em nhiều hơn vì em hay ở nhà với nó. Nó thường làm đủ các trò thật dễ thương để đòi em xoa đầu vào cổ, hoặc nằm im, lật ngửa ra để được vuốt ve cái bụng béo căng tròn. Được chăm sóc cẩn thận nên bình an lớn nhanh như thổi, chỉ có 6 tháng mà nặng đến 10 kg. Mẹ em bảo nó là loài chó lai giữa chó cỏ và chó lập xưởng, nên cái thân thì béo ú mà mấy cái chân lại ngắn có một khúc. Móng chân bình an dài, đen bóng và mọc rất nhanh. Mỗi lúc em cắt tỉa bớt móng cho chú là chú lại kêu ai ải để trốn. Dường như chú ta rất không ưa hoạt động làm đẹp này của cô chủ nhỏ. Bộ lông màu cà phê sữa ngăn ngắn, không bị hôi hay bị ve chích như các loài chó khác, trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt đen sáng rỡ, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, đáng yêu, mong mọi người vuốt ve. Đôi tai của Bình An khá dài, lúc nào cũng cụp xuống, như chẳng muốn nghe ai nói gì về nó, trông rất buồn cười. Cái mũi đen ướn ướt, hay chảy nước mũi, thấy ai ăn cái gì có mùi thơm là nó lại khụt khí tánh hơi. Ria mép của Bình An màu trắng ngà, dài dài, khi ăn cơm còn hay bị dính lên đó. Có một lần buồn chán quá, em lấy kéo cắt đứt mất hai cái ria của nó, thế là nó giận, đi tìm cái góc nào nằm kín, tỏ vẻ như buồn muốn khóc, trông vừa thương vừa hài hước. Bình An không như một vài chú chó khác, cắn xe, đào bới sân vườn hay bỏ nhà đi chơi. Trái lại, nó rất ngoan, mỗi ngày chỉ ra đến cửa là vòng lại đi vào, biết đi vệ sinh đúng chỗ, thế nên nó nhanh chóng trở thành con cưng trong nhà, được mọi người rất mực yêu thương. Nhưng có lần nó cũng hư lắm, dám vươn người lên bàn, ăn sạch cái bánh của em. Lúc đó em đang bực mình nên đã trừng phạt tên trộm béo ú, chân ngắn. Em để Bình An vào chậu hoa giấy trước nhà, nó tìm đường xuống mà không được, làm liều phóng xuống. Thế là nó bị đau chân, sủa sùm, bỏ chạy vào nhà, bày tỏ thái độ giận hờn để em phải xin lỗi nó, năn nỉ để nó hết giận bằng một cây xúc xích thật to. Những ngày mẹ vắng nhà, nó nằm dài trước hiên, lè lưỡi thở dài vì đói, thỉnh thoảng còn ngáp một hơi thật dài tỏ vẻ em đây đói rồi và còn buồn ngủ, làm cho em phải đi xin cơm về nó ăn. Vậy mới biết nuôi một chú chó cũng như chăm một đứa em, làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Đó là những điều mà em thích ở chú chó Bình An của em: ngoan ngoãn, dễ thương, biết làm người khác vui, biết giữ nhà. Sau khi tiếp xúc với Bình An, em mới nhận thấy tình bạn không chỉ tồn tại giữa con người với con người, mà còn nảy mầm giữa con người với con vật một cách thân thiết và gắn bó. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Video này được biên soạn bởi nhóm tác giả Thư viện Ươm mầm và Các văn tiểu học. Các em đừng quên bấm nút đăng ký kênh Thư viện Ươm mầm để nhận thêm nhiều chia sẻ hữu ích trong tương lai.